Chó đào đất cứu chủ. Các con của ta đâu cả rồi? Chúng con chào ba. Tốt lắm. Ba có quà cho các con đây. Đây là hai chú vằn và xám mà ba được tặng. Giống chó này vốn sống trên núi nên rất hoang dã. Tuy nhiên chúng lại cực kỳ thông minh và dũng cảm. Các con, mỗi đứa hãy chọn và huấn luyện một chú chó. Mai này lớn lên, chúng sẽ giúp cha con ta được nhiều việc trong nông trại này đó. Ba muốn các con hãy kiên nhẫn và thật nghiêm khắc huấn luyện để chúng biết vâng lời. Các con nhớ chưa? Vâng, vâng, thưa ba. Đứng dậy. Tao bảo mày đứng dậy cơ mà. Cứng đầu hả? Đứng dậy. Ngoan nào, tao gọi mày là vằn nhé. Lại đây với tao nào. Xám, đứng dậy. Biết nghe lời thế là tốt. Hôm nay mày phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tao. Không thì liễu hồn mà ăn đòn đó. Chuyến giao hàng lên thị trấn lần này cũng đã xong. Tạm thời được nghỉ ngơi rồi. Con chào ba. Alex đó à. Nhìn con chó kìa. Nó có vẻ ngoan đó. Cho ba xem con dạy dỗ nó thế nào rồi. Con rất nghiêm khắc với nó. Giờ thì nó đã biết nghe lời con rồi. Ba xem nè. Ngồi xuống. Đứng lên. Chà chà. Xem ra chú chó này biết nghe lời con trai của ta rồi đó. Tốt lắm. Tốt lắm. Bà Peter đâu? Vâng, nhanh lên nào. Mày không bắt kịp tao được sao? À. Cảm ơn Vằn. Chiều rồi, chúng ta về thôi. Đi chơi đến giờ còn chưa về. Thằng bé này thật là... Ba, con chào ba. Peter, nói ba nghe. Con dạy dỗ chú chó thế nào rồi? Thật tuyệt ba ơi. Vằn rất thông minh. Giờ con và Vằn đã là bạn của nhau rồi. Ba dặn con phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc. Thế mà con lại biến nó thành bạn. Chơi đùa với nó thì làm sao mà ra lệnh cho nó được con? Nhưng thưa ba, con sợ nghiêm khắc quá. Suốt ngày ra lệnh có khi chỉ làm nó e sợ mà tuân theo. Chứ nó không có tình cảm gắn bó với mình ba ạ. Cái ba muốn là con phải huấn luyện được nó phục tùng con mọi lúc mọi nơi. Chứ không phải như con nghĩ. Ba rất thất vọng về con. Peter, chuyến lên thị trấn lần này trở về. Ba hy vọng con sẽ dạy dỗ lại chú chó của mình cho tử tế. Dạ. Quái lạ, sao hôm nay ta cứ thấy có gì bất an là sao? Có chuyện gì mà hai chú chó sủa dữ thế nhỉ? Trời ơi, chuyện gì thế này? Trời ơi, là động đất. Vằn, xám. Cứu. Xám, xám ơi. Chẳng phải là con xám sao? Hai con của ta. Các con của ta. Alex, Peter, cố lên. Vằn, cố lên. Hả? Anh ơi, cố lên. Vằn, cố lên. Ba đây. Ba đây, cố lên con. Các con của ba. Ba xin lỗi đã không ở bên các con lúc nguy kịch thế này. Trận động đất bất ngờ quá. Ba không ngờ được. Vằn... Thật không ngờ mày tình nghĩa đến vậy. Thì ra tình cảm chân thành có sức mạnh gấp trăm lần mệnh lệnh. Cảm ơn mày, Vằn. Cảm ơn mày lắm. Thức tỉnh. Mình ở nhà giữ gìn sức khỏe nha.
Hai ngày nữa tôi về. Mình có thể không đi được không? Đường núi hoang vu, xa xôi nguy hiểm. Tôi sợ... Phải chịu khó vất vả mới tìm được nhiều thuốc quý mà chữa bệnh chứ. Tôi không sao đâu, mình yên tâm. Tôi đi nhé. Dừng lại! Muốn sống thì có bao nhiêu tiền của mang hết ra đây. Tôi không có tiền. Mau đưa cái hộp kia cho ta. Không, không được. Có chết tôi cũng không đưa. Có đưa không thì báo. À, không, trả lại cho tôi. Hắn bị sao thế nhỉ? Để tôi xem nào. Quả nhiên anh bị rắn cắn rồi. Đau, đau quá. Phải hút độc ra, không thì không kịp mất. Ngươi làm gì vậy? Tôi đang giúp anh hút độc ra đấy. Nếu không muốn chết thì nằm yên đi. Hút độc, giúp ta à. Anh cầm lấy lọ thuốc này, ngày uống một viên, chỉ 3 ngày là khỏe thôi. Biến đi, đừng có ở đây mà đạo đức giả. Ai cần thuốc của nhà ngươi, muốn đầu độc ta phải không? Trời ơi, thuốc của tôi. Anh thật là, đây toàn là thuốc quý, giúp chữa lành vết thương rất tốt. Sao lại vứt đi chứ? Thuốc quý mà ngươi lại dễ dàng cho một kẻ không quen biết. Huống hồ là một tên cướp như ta. Ta không tin đâu. Anh đúng là một tên cướp. Nhưng bây giờ anh đã bị thương thế này, còn đủ sức để làm gì tôi sao? Tôi hại anh thì có lợi gì cho tôi chứ? Tin tôi đi, nếu muốn hại anh thì tôi việc gì phải không ngại nguy hiểm để hút độc cho anh chứ? Nếu không dùng thuốc anh sẽ chết đấy. Ngươi đúng là không lừa ta đấy chứ. Tôi đang muốn giúp anh mà. Thế nhà anh ở đâu? Để tôi đưa về. Chứ chân anh thế này không đi lại được đâu. Nếu không cẩn thận lại bị rắn cắn nữa thì có 10 tôi cũng không cứu được anh đâu. Nào, lên tôi cõng về, trời sắp tối rồi. Sao lại cứu tôi? Sao lại đối xử tốt với tôi thế? Tôi là thầy Lan, trách nhiệm của tôi là cứu người, bất kể người đó là ai. Tôi không thể thấy chết mà bỏ mặc được. Nào, lên vai tôi đi. Lẽ ra anh không nên cứu tôi. Một kẻ xấu xa như tôi không đáng được đối xử tốt như vậy. Biết mình xấu, nghĩa là trong lương tâm của anh vẫn còn một chút thiện. Chỉ là nó đang ngủ quên thôi, bây giờ đánh thức nó vẫn còn kịp đấy. Vẫn còn kịp sao? Quay đầu là bờ, làm lại cuộc đời không bao giờ là muộn cả. Cuộc đời này chính anh là người đã mang đến cho tôi đấy. Cảm ơn anh, tôi hứa sẽ thay đổi để trở thành một người tốt. Tôi tin là anh sẽ làm được. Nào, để tôi đưa anh về. Đôi giày cho vợ. Em thích đôi giày đó lắm. Chỉ cần em vui là được rồi. Cảm ơn anh. Ông ơi, chờ tôi tí. Ông đi đôi giày của tôi vào. Chân ông đi vừa cỡ giày của tôi đó. Tôi ở nhà không cần phải đi giày. Ông bán cho cháu hình bông hoa kia. Đặng cho cháu hình xinh lên đi ạ. Ông ơi, đến lượt cháu. Của cháu đây. Alo, bà đó hả? Ừ, tôi sắp về rồi đây. Ông già, đi đứng thế à? Bác xin lỗi nha.
ông đi làm có mệt không? Hôm nay tôi đi chợ bán được hết chỗ rau muống đấy. Ai chà, thảo nào hôm nay bà cho tôi ăn sang thế, có cả thịt với cá. Chả mấy khi ông ăn nhiều vào, còn lấy sức đi làm. Ngày nào cũng đạp mười mấy cây số, ông mệt lắm đúng không? Không, tôi không mệt. À, đây, tiền bán hàng hôm nay đây, bà cất đi này. Dạo này bán chậm hơn chút nên cũng không được nhiều. Sắp Tết rồi, tôi tính năm nay vợ chồng mình về quê chơi. Ngoài tiền tàu xe, mình cũng nên mua ít quà cho các cháu. Ừ, phải về chứ, không nhiều thì ít, nhưng phải tươm tất, lâu rồi vợ chồng mình không về. Chào bác, bác mua giày cho mình hay cho ai? Tôi mua giày cho bà nhà của tôi. Sao bác không đưa bác gái đến đây đi thử? À, thực ra bà nhà của tôi mà biết tôi đi mua giày cho bà ấy thì chắc bà ấy sẽ không chịu đi đâu. Bà ấy tiếc tiền lắm. Mà sắp Tết rồi, tôi muốn mua cho bà ấy một đôi giày đẹp đẹp chút để bà ấy về quê. Dạ, cháu hiểu ạ. Bác gái đi size bao nhiêu? Để cháu chọn cho ạ. Bà ấy đi size 38, cháu chọn giúp bác đôi nào tầm 200-300 thôi. Đôi này size 38 mà chất đẹp, kiểu dáng cũng được nè bác. Giá cũng vừa phải nữa, chỉ 230.000 thôi. Tốt rồi, cô ơi, cô bọc giúp tôi nhé. Bà xem có vừa không? Không vừa tôi đổi lại cho. Cái gì vậy ông? Ồ, một đôi giày. Đẹp quá ông à. Vừa như in chứ. Ngày nào ông cũng đưa tiền cho tôi, lấy đâu mà ông mua đôi giày này? Tiền mua cho bà, kiểu gì tôi chẳng có. Miễn là bà thích là được rồi. Cảm ơn ông, tôi thích lắm. Cô bé hoa hồng. Hoa hồng ơi, chị thật là đẹp. Em chưa từng thấy cô bé nào lại có mái tóc óng mượt, đôi mắt đen long lanh như chị. Tất nhiên rồi, vì thế ngày nào chị cũng ngắm mình dưới dòng nước. Thật tuyệt vời. Hoa hồng, trong lúc mẹ đi rút quần áo, con đã quét nhà cho mẹ chưa? Mẹ, con chưa. Quét nhà nhiều sẽ làm hỏng hết đôi tay của con mất. Vậy bây giờ con nhóm bếp giúp mẹ, để mẹ chuẩn bị bữa tối nhé. Ấy ấy, không được đâu mẹ ơi. Nhóm bếp có thể làm cháy mái tóc dài ống ả của con. Khói bếp có thể làm xấu đôi mắt long lanh của con. Không được đâu mẹ ơi. Con sẽ đi hái một ít hoa về đặt trên bàn bếp cho đẹp mẹ nhé. La la la, la la la. Mẹ ơi, con hái hoa về rồi đây. Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Lẽ ra, giờ này mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi cơ mà. Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ đừng làm con sợ. Hoa hồng ơi, mẹ chị ốm vì phải làm việc vất vả quá đó. Thật hả chim nhỏ? Tất cả là tại chị lười biếng khiến mẹ phải vất vả. Chị phải làm sao để mẹ khỏi ốm bây giờ? Chị hãy thử vào rừng, thế nào cũng tìm được thuốc chữa bệnh cho mẹ chị. Thật hả? Vậy thì chị sẽ đi ngay, đi ngay. Ôi, biết tìm thuốc cho mẹ ở đâu đây? Liễu ơi, mẹ chị ốm,
em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em mái tóc, em chỉ đường cho. Sao? Mái tóc dài ống mượt của chị ư? Mất đi mái tóc thiệt tiếc quá. Nhưng để tìm được thuốc cho mẹ, mình sẵn lòng. Được, em lấy đi. Cảm ơn chị. Chị hãy trèo lên núi kia, ở đó có thuốc chữa bệnh cho mẹ chị đó. Cảm ơn em. Giếng ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em đôi mắt long lanh của chị đi, em chỉ cho. Đôi mắt ư? Nếu mất đi đôi mắt mà cứu được mẹ, mình cũng sẵn sàng. Em lấy đi. Bên cạnh em có một cái bát gỗ, chị hãy lấy nước trong giếng mang về. Đây là thuốc chữa bệnh cho mẹ chị đó. Cảm ơn em. Mẹ ơi, ôi hoa hồng, sao con lại thế này? Mẹ ơi, con không sao đâu. Con đã dùng tóc và mắt của con để đổi thuốc cứu mẹ. Mẹ khỏe lại là con vui rồi. Ôi hoa hồng. Ôi, mẹ nhìn nè. Mẹ, đây quả là một bài học cho con. Con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ chăm chỉ làm việc, không lười biếng ham chơi nữa. Đúng rồi, cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp của mẹ. Tấm lòng trẻ thơ. Wow, ngôi nhà mới này đẹp quá ba mẹ ơi, con thích lắm. Ngân, con làm gì thế? Mau vào nhà thôi. Vâng, con vào đây ạ. Mẹ ơi, bà cụ kia đang làm gì đấy ạ? Bà đang nhặt những lon nước bỏ đi đấy con ạ. Nhưng để làm gì cơ ạ? Để bán lấy tiền mà con. Nào Ngân, nhanh vào nhà thôi. Vâng. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi, bà cầm những vỏ lon này đi ạ. Nhà cháu có nhiều lắm. Cháu bé, tên cháu là gì? Sao cháu biết bà cần những vỏ lon này? Cháu là Ngân ạ. Ngày nào cháu cũng thấy bà nhặt những vỏ lon này, nên cháu nghĩ bà cần nó. Cảm ơn cháu. Dạ, nếu bà cần thì nhà cháu còn nhiều lắm, để cháu lấy cho bà ạ. Cháu thật tốt bụng, nhưng thế này là đủ rồi cháu ạ. Bà ơi, tên của bà là gì ạ? Tên bà là Sáu, đó là nhà của bà. Khi nào rảnh thì sang chơi với bà nhé. Vâng ạ. Nghe nói thành phố sắp quy hoạch toàn diện đấy. Những khu nhà sập xệ và lụp sụp sẽ bị dỡ bỏ hết. Hình như nhà bà Sáu này cũng nằm trong diện quy hoạch đầu tiên thì phải. Thế thì chắc nhà bà ấy sắp bị phá dỡ rồi nhỉ? Vậy là nhà bà Sáu sắp bị phá dỡ ư? Thế chắc bà sẽ buồn lắm. Nếu nhà bà đẹp hơn, liệu có bị dỡ bỏ không nhỉ? Anh có thấy bé Ngân đâu không? Cả chiều nay em không nhìn thấy con ở nhà. Vậy à, anh cũng không thấy con bé đâu cả. Lạ thật. Không biết con bé đi đâu rồi nữa. Trời sắp tối rồi. Có khi con bé đi chơi ở nhà ai đó quanh đây thì sao? Chúng ta chia nhau ra tìm con bé thôi. Ngân! Ngân ơi! Wow! Thế này nhìn nhà bà sẽ đẹp hơn nhiều. Ngân! Con đang làm gì thế? Con đang dán tường ạ. Ngân đây hả cháu? Bà Sáu, cháu chào bà ạ. Bà đã về đấy ạ. Mong bà thông cảm, cháu Ngân còn nhỏ chưa biết gì, nên đã dán giấy dán tường lên tường của nhà bà. Không sao đâu, chỉ đừng ngại. Ngân nè, sao cháu lại dán nhiều giấy dán tường lên tường nhà bà thế? Cháu không muốn nhà bà bị dỡ bỏ đi. Ngân, sao con lại nói vậy? Con sợ nếu người ta quy hoạch nhà
thì nhà bà bị dở đi. Bà ơi, có phải nếu nhà bà đẹp lên thì ngôi nhà sẽ không phải dời đi đúng không ạ? Cháu sẽ dán giấy và vẽ thật đẹp lên ngôi nhà của bà. Cháu đúng là cô bé tốt bụng, nhưng cháu có muốn ở đây có một con đường thật đẹp, một công viên thật lớn với những con phố vui chơi cho mọi người không nào? Đúng rồi con gái à, ở đây người ta sẽ làm một công viên lớn để chúng ta có chỗ vui chơi mà. Thật cả? Thật chứ, bà còn sẽ chuyển tới một ngôi nhà tái định cư rất mới, đẹp, cháu đừng lo nhé. Vâng ạ, thế thì cháu vẫn được gặp bà rồi. Ừ, rồi bà cháu mình sẽ hẹn nhau ở công viên nữa chứ, ở đấy tha hồ đi dạo. Dạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.